Tình nguyện ngày 22 tháng 9, hãy tin ta. Hãy nói không với sự lo lắng, bởi ta là sức mạnh và bài ca của con. Sáng nay, con đang thấy run sợ, lo lắng về những khó khăn sắp đến. Con đang lượng sức mình để đối đầu với chúng. Tuy nhiên, đó không phải là nhiệm vụ của ngày hôm nay hay thậm chí của ngày mai. Hãy bỏ chúng trong tương lai và quay trở lại với hiện tại, là nơi con tìm thấy ta đang chờ đợi con. Bởi ta là sức mạnh của con, ta sẽ ban sức cho con để con đối diện với mỗi vấn đề khi nó xảy ra. Bởi ta là bài ca của con, ta sẽ ban cho con niềm vui khi con đi bên ta. Hãy luôn tập trung tâm trí con vào hiện tại. Trong tất cả các tạo vật của ta, chỉ duy nhất con người có khả năng đoán định tương lai. Đây là một ân phước, nhưng nó sẽ trở thành một tai họa khi không được sử dụng đúng cách. Nếu con dùng tâm trí của mình để lo lắng về tương lai, con đang dấn thân vào sự vô tính. Tuy nhiên, khi những suy nghĩ của con xoay quanh hy vọng về thiên đàng, con sẽ được bao phủ bởi ánh sáng của sự hiện diện ta. Dù thiên đàng là điều trong tương lai, nó cũng tồn tại trong hiện tại. Khi con bước đi trong ánh sáng của ta, một chân con sẽ bước trên đất, nhưng chân kia trên thiên đàng. Trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 15 câu số 2 có chép rằng: Đức Giê-hô-va là sức mạnh và bài ca của tôi. Ngài là đấng cứu rỗi tôi. Ngài là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tôn ngợi Ngài là Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi. Tôi tôn kính Ngài. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 5 cũng có chép rằng: Đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và buộc mọi ý tưởng phải thuận phục đấng Christ. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 23 cũng có chép rằng: Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Nguyện xin mỗi một con dân Chúa đều tận hưởng sự bình an trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời là Chúa chúng ta. Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa.